Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn giới thiệu các bạn một cái app, một cái ứng dụng trên điện thoại chỉnh sửa edit video rất là mượt mà. Thì với cái ứng dụng này á thì các bạn có thể edit chỉnh sửa cái video của mình để đăng lên TikTok hay là làm một YouTuber nữa bạn. Thì ứng dụng đó là ứng dụng nào? Đây các bạn xem nè. Các bạn nhìn trên màn hình, đây là ứng dụng CapCut nha các bạn. Thì cái tên lúc trước nó là VR Smarker các bạn. Thì các bạn nhìn thấy á, thì mình cũng có sử dụng rất là nhiều cái app để chỉnh sửa hình ảnh hay là video các bạn, nhưng mà mình thấy cái app này á, là nó hiệu quả, đặc biệt là các bạn mới bắt đầu làm YouTube hay là TikTok hay là đơn giản là các bạn muốn edit để có những cái video mà làm kỷ niệm hay là để tặng bạn bè thì đó, thì cái ứng dụng này sẽ rất là phù hợp cho các bạn. Đây thì cái ứng dụng này có nguồn gốc là của Trung Quốc nha các bạn. Thì cái ưu điểm của cái ứng dụng này nó là thao tác dễ dàng nè, thứ hai là không có logo nè, thứ ba là các bạn cũng có thể xuất được video ở định dạng 1080 nè các bạn. Đó đây thì các bạn muốn chỉnh sửa một cái video mới, các bạn ấn vào New Project nè, thì mình vừa quay một số video ở cái nơi mình ở nè. Đây các bạn thì các bạn cứ add tôi thôi, thì ở trên Stock Video nè là có cái ở cái mục này nó có những cái video có sẵn nè các bạn, thì các bạn thích thì để thôi, như the end nè, kết thúc video đó, hay là những đoạn intro nữa các bạn, thì bạn có thể gắn vào video của mình rồi bạn add vô. Thì mình sẽ giới thiệu cơ bản cái ứng dụng này. Đối với ứng dụng này á, nếu mà các bạn có cái ý định mà làm YouTuber hay là TikToker gì đó thì các bạn sử dụng cái app này, cái ứng dụng này rất là hay, tại vì trong cái app này nó có những cái hiệu ứng biến hình mà một số TikToker nổi tiếng sử dụng đó các bạn. Đây các bạn. Đấy. Thì cái này cái logo của cái ứng dụng này á nó sẽ ở cuối video, nó không có xuất hiện trong cái mỗi lúc của video. Cho nên là mình có thể xóa được nè các bạn. Đó, mình xóa cái logo nè. Nếu bạn sử dụng SkyMaster á, hay là video hay một số ứng dụng khác á thì nó chỉnh cũng chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà nó sẽ để lại logo, mà các bạn muốn không có logo các bạn phải tốn tiền các bạn mua cái bản VIP của nó. Thì cái ứng dụng này nè, các bạn xuất ra 1080 thì các bạn xuất ra chế độ Full HD mà các bạn vẫn không có logo thì nó rất là tuyệt vời. Thì mình sẽ giới thiệu tất tần tật về cái ứng dụng này để các bạn có thể hình dung và các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng nhất. Thì đầu tiên á thì cái mũi tên phía trên nè các bạn, hình này giúp mình là phóng video ra lớn hoặc nhỏ để mình dễ tiếp cận, mình dễ chỉnh sửa, dễ xem đó các bạn. Rồi ở cái này là mình xuất video ra các bạn, là lưu qua đó. Thì mình giới thiệu vậy thôi. Đầu tiên ở cái dạng format chữ format này các bạn chú ý cho mình, cái này là định dạng nha các bạn, định dạng cái kích cỡ của video mình đó. Nếu mà các bạn mình đang YouTube á thì các bạn chọn kích cỡ là 16 9 nè các bạn. Đó. Còn nếu các bạn muốn đăng TikTok á thì cái video của mình là video đứng thì các bạn chọn 9 16 thì nó sẽ ra định dạng của video 9 x 16 là để dành up TikTok. Còn 16 9 nó có rất nhiều định dạng các bạn. Còn bên SkyMaster á, thì mình thấy là chỉ có ba định dạng thôi, ba định dạng chính thôi, thì cái này nó đa dạng hơn, các bạn có thể cắt tùy ý. Đầu tiên là định dạng xong các bạn quay lại nè, mình sẽ giới thiệu từ đầu đến cuối cho các bạn dễ tiếp cận. Ở chợ các bạn ấn vào chữ edit là chúng ta ấn vào video đó các bạn. Đây thì ở cái chữ Play nè các bạn, đầu tiên nè thì cái này là giúp cho chúng ta là chia video ra nhiều phần, đấy cắt video ra từng thành phần nhỏ đó. Ví dụ trong quá trình quay video á, các bạn có thể bị lỗi nói chuyện bị vấp hay là quay bị lỗi hay là có gì đó mà các bạn cần xóa thì bạn sẽ dùng cái này để mình chia video ra, rồi mình tách ra đó bạn, tách video ra. Đây mình tách ra hai phần nè, đó đấy. Còn cái nút trên này là redo với undo các bạn, là quay lại thao tác vừa rồi á. Ví dụ đi, mình muốn cắt một đoạn này đi, mình xóa đi. Ví dụ trong quá trình quay mình bị lỗi đi, mình bấm vô cho palette nè, đấy, mình tách tới đây luôn. Thêm cái nữa, đấy cái đoạn giữa ví dụ mình quay bị lỗi đi, mình có thể xóa nè, edit, đó mình delete nó bỏ đó các bạn. Mình quay lại nè, đấy. Hoặc là các bạn muốn có hiệu ứng riêng chỉ trong cái đoạn này thôi thì các bạn cũng có thể dùng cái này.
Thì nói chung là cái này rất là quan trọng đó, giúp chúng ta cắt những cái phần video mà bị lỗi hay là những cái phần video mà các bạn thấy không cần thiết á, để rút ngắn video mình lại. Thì các bạn có thể dùng cái clip này, nó nôm na là giúp chúng ta tách chia video ra thành nhiều phần. Rồi các bạn ấn vô clip xong, chỗ speed thì là tốc độ phát của video, các bạn bình thường phát tốc độ thôi, rất là chậm nha các bạn. Ở speed nè, nó có hai dạng nè, phát theo tốc độ thường hay là phát theo sơ đồ nữa các bạn. Thì bình thường các bạn chỉnh, các bạn chỉ cần phát theo cái bình thường thôi, tua nhanh theo dạng bình thường thôi các bạn. Đấy, ở cái này các bạn có thể nhân tới 100 lần nè, phát tốc độ 100 lần luôn các bạn, rất là tuyệt vời. Cái cửa sổ làm việc á, nó cũng dễ dàng cho chúng ta dễ edit. Đây mình phát tốc độ nhân 15 đi nha các bạn, đó có thể nhân 10 luôn nè, rất là nhanh nha các bạn, đó không đưa về bình thường nữa nè. Cái này là tốc độ xong quay về. À các bạn có thể vuốt ra vuốt vô nè, nhưng các bạn dùng hai ngón tay ăn vuốt ra thì nó cũng không thay đổi gì hết trơn á, chủ yếu là nó mở rộng ra để các bạn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ chính xác hơn. Còn nếu nó dài quá các bạn có thể rút ngắn lại để bạn lướt từ đầu đến cuối cho nhanh hơn, mục đích nó là như vậy. Đấy thì cái đoạn này nãy mình tính cắt nè, giờ mình cắt bỏ nè, delete đi, rồi mình giới thiệu thôi. Xong tới volume, volume là âm lượng thôi các bạn, các bạn muốn tăng cái tiếng lên hoặc là về không thôi, tắt tiếng đó để mình ghép nhạc hát vô cũng được. Thì mình cũng tập thành rất là nhiều phần mềm chỉnh sửa, trên máy tính thì mình dùng Roadshow hay là Camtasia vậy đó, còn trên điện thoại thì mình dùng SkyMaster với nhiều cái app khác, nhưng mà thấy cái app này nó không có để logo là mình thấy thích hơn. Còn SkyMaster các bạn muốn không có logo để bạn phải nạp tiền vô, các bạn mua gói 500 mấy một năm á thì nó rẻ hơn. Rồi xong volume thì cái chữ mà animation nữa các bạn, đây là hiệu ứng của video các bạn. Đấy mình cắt này, mình lấy đoạn đầu nè, xem hiệu ứng nè, hiệu ứng các bạn đó. Thì mình chỉ giới thiệu chung chung nữa các bạn, lúc mà các bạn mà tải về các bạn mà chỉnh sửa thì các bạn có thể sử dụng. Đấy quay về nè, có thể dùng hiệu ứng từ ngoài vào nè, đó các bạn, rất là nhiều hiệu ứng. Thì những bạn nào mà muốn làm YouTuber á, mà bằng cách sử dụng điện thoại chỉnh sửa thì cái ứng dụng này rất là tuyệt vời nha các bạn. Combo luôn nữa bạn. Đấy, mục đích mình đăng YouTube nãy giờ mình quên nữa, mình đã chỉnh về chế độ 16 chín nè. Để mình đăng YouTube mà các bạn. Xong tới delete, delete thì mình xóa cái ấy các bạn. Các bạn muốn xóa đoạn nào thì các bạn cứ tách ra thôi. Tách đi, đó, tách từ đâu tới đâu á. Tách tiếp. Đó, sau đó xóa thôi. Rất là tiện lợi nha các bạn. Lúc mình dùng Roadshow á, mình phải canh thời gian, mình bấm nhập số giây vô, mình thấy nó rất là rườm rà. Tiếp đến là trên form nè các bạn. Trên form là giúp chúng ta là xoay nè, rồi lật ngược video nè, cũng như là cắt video nữa các bạn. Các bạn cắt lấy phần nào các bạn cắt đó, đấy nó có khung hình sẵn rồi các bạn, các bạn thích cắt thì các bạn cắt thôi. Để mình quay về mình chỉ giới thiệu thôi. Thì ở cái phần mask này nó là cái mặt nạ để che cái video chúng ta nè, ví dụ che phần nửa phần dưới nè để hiện cái video ở dưới á, thì cái phần này mình sẽ giới thiệu kỹ hơn ở mục overlay. Rồi từ replay là mình thay thế video này bằng video khác thôi các bạn, chứ không có gì hết trơn á, là thay đổi lấy video khác đổi video này. Thì filter này nghĩa là bộ lọc màu nha các bạn, giúp các bạn lọc màu sắc của video. Ví dụ nè, mà bình thường nó vậy phải không? Đấy. Cái lọc này là những cái bạn nào sử dụng TikTok á, muốn biến hình này kia á, thì thường sử dụng mấy cái này nha các bạn. Đấy, rất là nhiều. Các bạn có thể tự khám phá. Xong ở cái từ mà Adjust nè các bạn,
Thì cái này là chỉnh màu sắc hiệu ứng độ tương phản nữa thôi các bạn. Đây, ánh sáng này. Đấy, chỉnh cái đèn sáng lên nè. Đây, độ tương phản này. Đấy các bạn. Đấy, các bạn có thể đi tùy chỉnh nhé. Rất là tuyệt vời. Xong opacity là độ mờ các bạn. Các bạn càng kéo xuống nó càng mờ nè. Có nghĩa là cái video mình mà chồng lên video khác á, thì mình cho opacity mà nó giảm xuống á thì nó sẽ mờ. Xong là beauty là làm đẹp nè các bạn. Thì cái này là có nhân vật thì nó dễ hơn. Voice, voice là chúng ta có thể ghi âm tiếng của chúng ta nè các bạn. Hoặc là có hiệu ứng âm thanh rồi đó. Thì copy là nhân đôi cái lớp mình thôi, nhân đôi cái video lên thôi, đó. Copy vậy thôi. Xong mình xóa nè. Xong cái chỗ mà Freezer nè các bạn. Thì cái này rất là hay nè. Cái này tức là tua ngược video lại nha các bạn. Đây, mình quay từ cầu ra biển đúng không? Thì sau khi tua ngược nè, thì mình thấy trên TikTok á, có một số bạn cho anh bạn của mình á, bằng cách là lúc mà người ta ăn uống xong rồi vô cái thùng rác á, xong các bạn quay phim lại, rồi các bạn tạo thành một video mới, là cảm giác như là nhặt đồ từ trong thùng rác ra rồi ăn rồi uống gì đó, để mà cho bạn bè của mình. Đấy, rồi mình các bạn xem kết quả nè, sau khi mà tua ngược lại nè. Thì nói chung là cái mình thấy cái ứng dụng này á, là nó có thể chỉnh được mọi thứ luôn, chỉnh sửa rất là chuyên nghiệp. Đấy mình phát nè, thấy không các bạn? Lúc nãy các bạn để ý là mình quay từ cầu ra biển, bây giờ cảnh quay nó ngược lại từ biển vô bên trong rồi nè. Đấy thì mình sẽ giới thiệu hết cho các bạn hết những cái chức năng trên cái thanh công cụ này, rồi cái chỗ Mirigi nữa các bạn. Cái cuối cùng á là chụp ảnh nha các bạn. Nghĩa là một số video á đang quay bình thường thì nó đứng hình lại mấy giây đó, xong đó tiếp tục để mình tạo điểm nhấn cho cái thông điệp, cái nội dung mình muốn truyền tải. Ví dụ nè, định tới cầu phải không, chụp lại hình này, cái nè đó, nó đứng hình lại các bạn, đứng hình là 3 giây nè. Các bạn có thể chỉnh cho nó có 1,5 giây thôi. Các bạn đang quay sẽ nó đứng hình lại tiếp tục. Thì chỗ đứng hình này thường thường chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng là filter cho nó tạo điểm nhấn các bạn. Thì các bạn mà edit video thì các bạn hay sử dụng để tạo điểm nhấn cho video. Đấy, các bạn xem kết quả thử nè, thì mình demo thôi, đứng hình lại vài giây để tạo điểm nhấn, sau đó tiếp tục. Thì vừa rồi mình giới thiệu hết trong cái phần của từng video rồi, thì mình sẽ quay bên ngoài nè. Thì cái chỗ audio á là các bạn có thể chèn âm thanh của các bạn vào. Âm thanh đó có thể là âm thanh các bạn tự ghi âm, hoặc là âm thanh nhạc, hoặc là gì đó. Đây, sau là âm thanh có sẵn nè các bạn. Đó, các bạn ấn vô thôi, các bạn ép vô thôi. Nó có chia hai chủ đề nè, rock nè, travel du lịch nè, chủ đề vlog nè. Hay là âm nhạc yêu thích của các bạn nè. Hoặc là các bạn có thể ép nhạc từ cái máy của các bạn vô. Đấy. Chỗ effect là cái hiệu ứng âm thanh đó các bạn. Có thể là hiệu ứng bắn súng nè, tiếng cười nè, hiệu ứng tiếng cười các bạn. Mình thấy một số bạn hay sử dụng á, là khi nói một câu đó mà thấy hài hài á, người ta thêm hiệu ứng tiếng cười vô phía sau, hoặc là vỗ tay gì đó. Đây chỗ đó nè, các bạn xem thử nha. Đấy bạn, có hiệu ứng tiếng cười nữa các bạn. Đây chỗ file là đánh đập nè, có tiếng sword là tiếng của kiếm rồi nè, rồi tiếng một đấm, rồi tiếng súng, rồi tiếng dao nữa các bạn, rất là nhiều, các bạn có thể tự mày mò nha. Đấy rất là phong phú, các bạn có thể tự khám phá nhé. Rồi mình sẽ quay về chỗ exact nữa các bạn, là các bạn có thể lấy âm thanh từ một cái video khác các bạn. Mình thử ví dụ nè, mình chỉ lấy tiếng từ cái video khác nha. Đó, nó sẽ hiện ra nè, âm thanh từ video khác nè. Thì các bạn có thể lấy nhạc nếu bạn đang TikTok. Nếu mà các bạn chỉ đơn thuần đang TikTok á, thì các bạn có thể lấy nhạc này, tại vì TikTok bản quyền nó không có chặt bằng YouTube. Nếu bạn làm YouTube mà các bạn lấy nhạc này nhằm khi bị đánh bản quyền nha các bạn. Thì các bạn có thể tha hồ edit
Rồi VoiceOver là các bạn có thể tự ghi âm quá trình nè. Thì cho video đang chạy nè, thì các bạn ghi âm các bạn vô để các bạn việc sub hoặc là các bạn thuyết minh cho cái video của mình. Đấy các bạn. Thì ở cái phần test này đó thì các bạn có thể nhập chữ vào video của mình. Like, subscribe, nghe. Ví dụ vậy đó. Xong. Bạn đồng ý nè. Sau đó các bạn ấn vô bạn chỉnh sửa lại nè. Kéo vị trí tùy ý của bạn nè. Các bạn có thể cho thời gian xuất hiện nè. Hoặc là các bạn ấn vô bạn đè. Các bạn kéo đến cái chỗ mà các bạn muốn xuất hiện cái dòng chữ này. Ngoài ra các bạn ấn vô các bạn có thể thay đổi nè. Kiểu chữ nè. Đấy. Rất là nhiều kiểu chữ. Các bạn tha hồ và sáng tạo. Màu sắc nè. Xong thêm hiệu ứng nữa nè. Đây. Đó. Thêm mấy cái mẫu để mà mình soạn sẵn nữa các bạn. Hiệu ứng nữa bạn. Đó. Thì các bạn tha hồ và sáng tạo nhé. Thì mình làm giới thiệu đơn giản thôi. Đấy các bạn. Mà ấn OK. Các bạn có thể chỉnh thời gian nó xuất hiện chữ này nha. Thì với cái ứng dụng này đó, mình thấy là rất là chuyên nghiệp. Các bạn có thể làm mọi thứ luôn. Xong một phần test này thì sẽ đến phần mình delete bỏ nè. Sticker cũng tương tự như các bạn. Nó có rất là nhiều cái sticker để các bạn có thể chọn nè. Đây. Các là gương mặt nè. Hay là cái hiệu ứng nè các bạn. Cái này mà các bạn mà sử dụng TikTok là hay sử dụng nhất nè. Đấy. Giữa ngôi sao bắn ra nè, đó. Thì nó tương tự như là cái phần test á. Các bạn điều chỉnh thời gian hoặc là chỉnh hiệu ứng, chỉnh lúc xuất hiện. Đây. Mình thấy các bạn mà sử dụng TikTok hay sử dụng cái chữ này nè các bạn. Ví dụ nè, switch up nè các bạn, đó. Hoặc là oh my god nè, hay là Chai Mi rồi School Man nè các bạn. Thấy không? Nghĩa là sau khi làm cái hiệu ứng gì đó biến hình một cái đó là xuất hiện cái chữ này. Rất là lung linh luôn. Thì các bạn mà chơi TikTok là hay sử dụng nhất. Ngoài ra còn rất là nhiều hiệu ứng sticker nữa các bạn có thể tha hồ khám phá. Thì cái chỗ mũi tên này nè. Đó. Các bạn muốn ghi chú cái gì đó các bạn ấn vào thôi. Phanh tròn cái gì đó. Đây. Đó, để mà chú ý, tạo sự chú ý cho cái video của mình. Đấy, xong phần sticker sẽ đến phần overlay nữa các bạn. Ở overlay thì mình sẽ làm trên cái nền video khác. Thì overlay nữa các bạn. Overlay nghĩa là chúng ta lấy một video này chồng lên video khác. Hai video chồng lên nhau đó các bạn. Đây các bạn ấn video này. Hoàn ấn. Các bạn chọn cho mình là overlay nữa các bạn. Add overlay là chúng ta sẽ lấy một video khác để chồng lên video này. Đấy. Thì ở cái trend mà hướng dẫn tạo video mà hiện tại và quá khứ á, hiện tại và tương lai á, thì mình có hướng dẫn kỹ cái overlay này các bạn. Đấy, các bạn dùng hai ngón tay ấn đè lên. Đó. Chạy nè các bạn. Thì thực chất của cái này đó là cái video mà cái anh chàng béo mặc đồ trẻ trâu nữa các bạn đang chồng lên cái video của chính anh ta luôn mà mặc đồ trưởng thành đó. Thì nhiệm vụ của chúng ta là làm cho ghép hai video này mà xuất hiện cùng lúc hai người luôn. Thì bản chất của cái này là cái video ở dưới đang đè lên video trên nè. Các bạn ấn vào video dưới nè. Xong đó bạn chọn cho mình cái smart nè. Là mặt nạ nè các bạn. Thì chúng ta sẽ che một phần của video này để xuất hiện cái video phía dưới. Đây các bạn có thể chọn nè, đó. Tha hồ luôn. Thông thường thì chọn cái này nè các bạn. Các bạn có thể dùng hai ngón tay để các bạn chỉnh. Các bạn kéo mình theo chiều kim đồng hồ à, cùng chiều kim đồng hồ. Để chúng ta. Đấy. Thẳng cho đẹp nha các bạn.
đấy, tượng trưng thôi. Các bạn xem kết quả nè, lúc đầu là hai cái video này, cái video phía dưới chồng lên cái video phía trên. Sau khi mình che một cái video phía trên đó thì nó sẽ xuất hiện cái video phía dưới, thì nó xuất hiện cùng lúc hai cái đối tượng này thôi. Để các bạn xem nè kết quả nè các bạn, đó, nó rất là giúp ích cho chúng ta trong việc mà tạo những cái video mà trên TikTok nữa các bạn nè. Những bạn nào mà thích chơi TikTok á, mà muốn làm nhiều cái trend đẹp hay hiệu ứng ảo tung chảo thì các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này rất là hay. Đấy, thì vừa rồi là mình kết hợp là cái overlay với cái mask đó bạn, để các bạn hiểu được bản chất của hai cái công cụ này. Thì các bạn chú ý nè, ở cái chỗ overlay á thì chúng ta chồng cái video này lên cái video khác á, có thể thu nhỏ video khác nha các bạn. Ví dụ cái video góc mình đang lớn nha, thì mình có thể chồng video khác lên, mình overlay nè, mình add thành video khác. Đây các bạn add vô là chúng ta đã có cái dạng video là một cái video nhỏ chồng lên cái video lớn nữa các bạn. Thì cái này là rất phù hợp cho những bạn mà làm YouTube theo cái chủ đề là reaction video của người khác, hay là cover, hay là làm các video về đọc bản tin hay thời sự đó các bạn. Thì các bạn có thể dùng kiểu này nè đó. Ngoài ra quá trình làm video á, các bạn có thể là chèn lòng hình ảnh vô để minh họa, thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Các bạn cứ vào overlay thôi, add overlay nè. Đấy, các bạn chọn một tấm hình nữa là mới minh họa thôi. Quá trình các bạn đọc bản tin hay là các bạn lấy dẫn chứng cho cái video của mình đó, các bạn lấy cái hình để vô, các bạn add thôi, add vô cho góc nhỏ rồi nè. Cái này là hình là JPG cho nên là nó nguyên bản vậy đó. Mà các bạn muốn đẹp hơn, các bạn lấy hình mà cái đuôi ảnh là PNG đó các bạn. Các bạn có thể chỉnh thời gian xuất hiện ảnh hay là nè, tương tự ở trên vậy nè. Ngoài ra ở chỗ phần nối các video nè các bạn, mình xóa này cái đã. Ở chỗ nối các video với nhau nè các bạn có thể thêm hiệu ứng cho nó sống động nè, chỗ cái này đó, để chúng ta tạo chuyện cảnh cho nó hòa hợp các bạn đó. Các bạn hãy chọn tùy thích nha. Đấy, các bạn chọn nào thích các bạn chọn. Đấy, chuyển cảnh nha các bạn. Xong khi overlay effect. Effect nghĩa là hiệu ứng các bạn. Đây, các bạn có thể chỉnh được hiệu ứng thoải mái nè. Mời quay lại video kia đi. Effect nè các bạn. Các bạn lướt cái thanh màu trắng, ngang màu trắng là tới đâu thì hiệu ứng sẽ bắt đầu từ đó. Effect của âm thanh này, này effect của ngôi sao nè các bạn, rung lắc nè các bạn. Đấy, có rất là nhiều luôn, nó có demo sẵn cho các bạn, ấn vô các bạn có thể xem nè. Đó, shadow nữa các bạn, rất là nhiều hiệu ứng nữa các bạn. Brimmy là những bạn chơi TikTok hay sử dụng nè, hình ngôi sao, hình trái tim này kia đó. Sau khi nói một câu thơ hay một câu thả thính gì đó, các bạn sử dụng cái hiệu ứng này biến hình một cái, kết hợp với cái filter lúc nãy đó, là tạo ra cái đoạn điểm nhấn cho video của mình. Đấy các bạn, rất là nhiều. Các bạn mà làm YouTube này kia là có cái app này là sử dụng rất là tuyệt vời nhé. Đây các bạn, rất là nhiều luôn. Muốn làm theo kiểu 197 vlog cũng được luôn các bạn, ngoài cổ rồi đó. Đây các bạn lướt đi, rất là nhiều nè. Subram là chia ra nhiều nè, Blitz là chia ra nhiều ô nè. Các bạn mà thông thạo cái app này, cái ứng dụng này á, là các bạn có thể edit mọi video, nhìn rất là chuyên nghiệp, đỉnh cao luôn các bạn. Mà nó không để lại logo nữa, mà có thể xuất được Full HD nữa, mà nó miễn phí nữa. Đối với những bạn làm YouTube như mình á thì quá là ok luôn. Xong qua cái phần này effect các bạn, filter thì như cái nãy thôi, còn cái filter này là filter bên ngoài luôn. Thì cái filter lúc nãy là filter của từng đoạn video nhỏ,
Thì cái filter này á là lọc chung cho cả cái đoạn luôn. Các bạn muốn hiệu ứng nó chạy từ đâu tới đâu, các bạn cứ chỉnh thời gian thôi nè, đó thì tới đó sẽ có hiệu ứng. Còn cái kia là hiệu ứng riêng của từng video. Thì cái filter với cái phần này nó sẽ tương tự nhau. Cái này là mình cho mình chỉnh ánh sáng này các bạn. Đây nè. Chỉnh ánh sáng, độ tương phản này kia. Thì nó cũng tương tự như cái lúc nãy thôi. Cái này là màu sắc, rồi nền, rồi blur là làm nhòe đi video các bạn nè. Nhòe thường nè. Nhòe hơn tí nè. Đấy. Thì các bạn có thể tự nghiên cứu. Thì vừa rồi á, mình đã giới thiệu chi tiết ứng dụng này cho các bạn xem. Các bạn cần tải về, các bạn thao tác một vài lần, các bạn tự chỉnh sửa, tự edit video cho mình á, thì các bạn có thể thông thạo được cái app này rồi. Các bạn có thể chỉnh sửa nhiều video chuyên nghiệp đỉnh cao, các bạn đăng lên YouTube hoặc là TikTok, hoặc là làm những cái video thú vị riêng để các bạn làm kỷ niệm hoặc là tặng bạn bè, share trên Facebook. Các bạn hãy xem một số video mẫu của mình nè, để mình tắt tiếng cái nè, ứng dụng này nha. Đó các bạn, các bạn tha hồ mà các bạn sống ảo đăng lên TikTok. Thì cái video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.